Xin chào tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Duyên An. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần bài số 6, Unit 6, The Young Pioneer Club. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp theo phần Listen và phần Read. Nào, phần thứ nhất chúng ta sẽ đi đó là phần Listen. Fill in the missing words. Ở phần này, người ta yêu cầu các bạn sẽ nghe một bài hát, trong đó lời của bài hát có thiếu một số từ. Các bạn sẽ nghe và điền các từ còn thiếu vào nội dung của lời bài hát. Như vậy, trước khi nghe, cô có hai từ vựng muốn giới thiệu đến các bạn, đó là từ unite là đoàn kết, shout là la to các bạn ha. Rồi, như vậy bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe lần thứ nhất. Các bạn sẽ nghe và xem những chỗ trống này nó thiếu những từ gì. Các bạn sẽ điền vào cho cô nhé. Ok, now class, listen. Listen. Fill in the missing words. Let's sing for peace, let's sing for right, let's sing for the love between North and South. The children of the land unite, children of the world hold hands. Let's show our love from place to place, let's show our love, let's make a stand. Oh, children of the world hold hands. Ok, nào các bạn nghe được gì không nào? Bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe lại lần thứ hai ha, để các bạn có thể kiểm tra lại, hoặc những từ nào các bạn chưa ghi kịp thì các bạn sẽ ghi vào tiếp nhé. Ok, now class, listen the second time. Listen, fill in the missing words. Let's sing for peace, let's sing for right, let's sing for the love between North and South. The children of the land unite, children of the world hold hands. Let's show our love from place to place, let's show our love, let's make a stand. Oh, children of the world hold hands. Như vậy các bạn có nghe được hết 13 từ không nào? Ok, như vậy các bạn bây giờ các bạn sẽ nghe lại lần thứ ba, và lần này cô sẽ show cái đáp án ra cho các bạn xem, coi cái đáp án của các bạn có giống như cô hay không nhé. Ok, now class, you listen and check your answer. Ok, now listen. Listen. Fill in the missing words. Let's sing for peace, let's sing for right, let's sing for the love between North and South. The children of the land unite, children of the world hold hands. They show our love from place to place, they show our love, let's make a stand. Oh, children of the world hold hands. Như vậy thì đáp án của các bạn có giống như cô không nào? Như vậy các bạn hãy xem. Nếu giống rồi thì các bạn rất là giỏi ha các bạn ha. Rồi, như vậy bạn nào mà sai từ nào thì các bạn hãy sửa lại theo cho cô nhé. Như vậy bài hát này có ý nghĩa gì các bạn ha? Children of our land unite. Thiếu nhi đất nước ta rất là đoàn kết. Hãy hát cho hòa bình, let's sing for peace.
À, hãy hát cho lẽ phải. Let's sing for right. À, hãy hát cho tình yêu giữa hai miền Nam Bắc. À, let's sing for the love between North and South. All children of our land unite. Ôi, thiếu nhi đất nước ta đoàn kết. À, rồi, children of the world hold hands. Trẻ em trên thế giới hãy cùng nắm tay nhau. À, let's show our love from place to place. À, hãy thể hiện tình yêu của chúng ta từ nơi này đến nơi khác. À, let's shout out loud là hãy hát thật to. Let's make a stand. À, chúng ta hãy cố gắng. Children of the world hold hands. Thiếu nhi thế giới hãy cùng nắm tay nhau. Ok, như vậy cái nội dung của bài hát này rất có ý nghĩa đúng không các bạn? Ok, cô hy vọng rằng các bạn sẽ ở nhà các bạn sẽ mở lại cái video này, các bạn sẽ nghe đi nghe lại hát theo cái lời bài hát này, tập hát cho thành thạo lời này. Cô nghĩ rằng bài hát này rất là hay nha các bạn ha. Ok. Chúng ta sẽ bước qua phần số 2 là phần grid. À, cũng như những cái bài grid trước thì chúng ta sẽ đi qua một số từ vựng trước khi vào bài nhé các em. Ok, như vậy bây giờ cô sẽ giới thiệu từng từ vựng, sau đó các em sẽ đọc theo và viết vào vở bài học nhé. Ok, now class, listen and repeat after me. Communist. Communist. Cộng sản. Youth Union. Youth Union. Đoàn thanh niên. Organization. Organization. Tổ chức. Build good character. Build good character. Xây dựng nhân cách. Love for the nation. Love for the nation. Tình yêu đất nước. Encourage. Encourage. Khuyến khích. Citizenship. Citizenship. Quyền công dân. Soft skill. Soft skill. Kỹ năng mềm. Fitness. Fitness. Sự cân đối về cơ thể. Beloved. Beloved. Được yêu thích. Resident. Resident. Chủ tịch. Cô đọc lại. Communist. Youth Union. Organization. Build good character. Love for the nation. Encourage. Citizenship. Soft skill. Fitness. Beloved. Resident. Nào, các bạn hãy viết hết tất cả những từ vựng này vào vở bài học nhé. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp một số từ trong bài nữa nhé. Nào, officially, officially, một cách chính thức. Normally, normally, thông thường. The Young Pioneers Organization. The Young Pioneers Organization. Tổ chức đội thiếu niên. The Vietnam Youth Federation. The Vietnam Youth Federation. Liên đoàn thanh niên Việt Nam. The Vietnam Student Union.
The Vietnam Student Union, Hội Sinh viên Việt Nam. Social activity, social activity, hoạt động xã hội. Helping the handicapped, giúp đỡ người khuyết tật. Green summer volunteer campaign, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh. Similar, tương tự. Movement, phong trào. Aim, mục đích. Develop, phát triển. Awareness, sự nhận thức, ý thức. Personality, nhân cách, tính cách. Principle, nguyên tắc, tính chủ yếu. Established, thiết lập. Guideline, định hướng, đường lối. Cô đọc lại. Officially, monthly, the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Student Union, social activity, helping the handicapped, Green Summer Volunteer Campaign, similar, movement, aim, develop, awareness, personality, principle, establish, guideline. Nào, bây giờ các bạn cũng ghi hết tất cả những từ vựng này vào trong vở bài học nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài đọc trong sách ở trang 57. Như vậy là cô và các bạn hãy cùng nhau đọc và xem nội dung của bài đọc nói gì nhé. Nào, Ho Chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to 30 years of age. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức dành cho thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 30. The union build good character. Đoàn xây dựng nhân cách tốt. Love for the nation. Tình yêu đất nước. And encourage good citizenship. Và khuyến khích cổ vũ những cái người công dân tốt. Soft skills and personal fitness. Có kỹ năng mềm và khỏe mạnh. The union was founded on March 26th. 1931. Đoàn được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931 by the beloved President Hồ Chí Minh, bởi vị Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. It had different names over the years. Như vậy là nó có cái nhiều cái tên gọi khác nhau qua nhiều năm. One of its first name was the Vietnam Communist Youth Union. Một trong những cái tên đầu tiên của đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. In December 1976, it was officially named as it is called today. Vào tháng 12 năm 1976, thì đoàn chính thức được mang tên như nó được gọi ngày hôm nay. Đó là
Hồ Chí Minh Communist Youth Union, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. However, people normally use the name the Youth Union for short. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng tên là Đoàn Thanh niên cho ngắn. The Youth Union, together with all the youth organizations. Như vậy là Đoàn Thanh niên cùng với các tổ chức thanh niên khác. Short at như là The Young Pioneers Organization, đội thiếu niên tiền phong. The Vietnam Youth Federation, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. The Vietnam Student Union, hội sinh viên Việt Nam. Often hold social activities, thường tổ chức những hoạt động xã hội. Short at như là Helping the handicapped, giúp đỡ những cái người khuyết tật. Cleaning the environment, làm sạch môi trường. Green Summer Volunteer Campaign, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh. And other similar movements, và những cái phong trào tương tự khác. These activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality. Như vậy là những cái hoạt động này mục đích để giúp cho tuổi trẻ phát triển được những cái phát triển được những cái nhận thức chung và hình thành được năng lực cá nhân cho họ. Ever since the union was founded, kể từ khi đoàn được thành lập, its aims and principles established by President Hồ Chí Minh. Mục tiêu và điều lệ của đoàn được thiết lập, được xây dựng bởi Hồ Chí Minh. Have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow. Đã là một cái định hướng cho những cái người tuổi trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau. Đó. Như vậy là những cái từ vựng mà cô vừa giới thiệu cho các bạn ha, nó cũng khá là rõ. Với cái nội dung của cái bài đọc này, con thuộc được những cái từ vựng cô show lên thì con nhìn vào cái bài đọc này, con sẽ dễ dàng dịch được nghĩa của nó và hiểu được nghĩa của nó, đúng không? Rồi. Rồi, bây giờ dưới cái bài read các bạn thấy có hai bài tập. Bài tập thứ nhất là number one, fill in the missing information, điền những cái thông tin bị thiếu ở dưới những cái câu. Bây giờ các bạn nhìn vào bốn câu, sau đó các bạn hãy đọc xem nó thiếu thông tin gì. Và mình sẽ nhìn lên đoạn bài đọc, các bạn sẽ điền vào thông tin đó cho cô. Rồi, cô sẽ cho các bạn một phút để các bạn tìm thông tin và điền vào cho cô nhé. Ok, now class, one minute for you. Now. Okay, finish. Yes, right. Now, correct. Chúng ta cùng nhau sửa nhé. Now, sentence A. The Youth Union was founded in 1931. B. In 1976, the Youth Union was officially named as its school today. Right. C. The Youth Union's activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality. Rồi. D. Its aims and principles have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow. Rồi. Các bạn thấy là bốn cái thông tin này đều có trong sách, đúng không các bạn ha? Rồi, các bạn hãy điền vào trong sách. Rồi, tiếp theo sẽ là bài tập số 2. Answer the question. Write the answer in your exercise book.
Bây giờ các bạn sẽ thấy ở trong bài của các bạn sẽ có một số câu hỏi. Cô sẽ dịch sơ một số câu hỏi để các bạn hiểu, để các bạn có thể trả lời nhé. Now, question A. At what age can one join the youth union? Ở độ tuổi nào thì có thể tham gia vào đoàn thanh niên? B. When was the youth union founded? Đoàn thanh niên được thành lập khi nào? C. What is the complete name of the youth union? Tên hoàn chỉnh, tên đầy đủ của đoàn thanh niên là gì? D. Can you name some social activities of youth union? Hãy kể tên một số hoạt động xã hội của đoàn thanh niên. E. What do these activities aim to have? Như vậy là những hoạt động này là mục đích để giúp cái gì? F. Who established the guidelines for the Vietnamese youth? Ai thiết lập nên cái định hướng cho tuổi trẻ thanh niên Việt Nam? Rồi, giờ các bạn sẽ nhìn lại bài đọc và trả lời cho cô tất cả những cái câu hỏi này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi trên nhé. Question A. At what age can one join the youth union? Thì chúng ta sẽ trả lời là people want 15 to 30 years of age can join the youth union. Người từ 15 đến 30 tuổi thì có thể tham gia vào đoàn thanh niên. B. When was the youth union founded? Như vậy câu này cô sẽ trả lời là youth union was founded on March 26, 1931. Đoàn thanh niên được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931. C. What is the complete name of the youth union? Như vậy cô sẽ trả lời là Ho Chi Minh Communist Youth Union is the complete name of the youth union. Như vậy là Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cái tên gọi đầy đủ của Đoàn Thanh Niên. Right. Câu D. Can you name some social activities of the youth union? Thì cô sẽ kể ra là These are helping the handicapped, cleaning the environment, green summer volunteer campaign, and similar movements, and other similar movements. Question E. What do these activities aim to have? Thì câu này cô sẽ trả lời là These activities aim to have the young develop their public awareness and form their personality. Ngoài những cái hoạt động này giúp cho tuổi trẻ phát triển được những cái nhận thức chung và cái năng lực của họ, cá nhân của họ. Right. Câu F. Who established the guidelines for the Vietnamese youth? Ai định hướng, thiết lập ra cái định hướng cho tuổi trẻ Việt Nam? Thì cô sẽ trả lời là President Hồ Chí Minh established the guidelines for the Vietnamese youth. Như vậy tất cả những nội dung này đều có trong bài. Được không các bạn? Rồi, các bạn hãy ghi vào vở bài học nhé. Rồi, phần read của chúng ta đến đây là hết rồi. Bây giờ các bạn hãy ghi phần homework này. Trong cái bài read này thì các bạn đã thấy đó, phần vocabulary khá là dài. Như vậy cô yêu cầu các bạn hãy học hết tất cả các cái từ vựng trong bài hôm nay. Và sau đó hãy đọc lại cái bài test này một lần nữa để nắm cái nội dung bài cho thật chắc nhé các bạn. Và cuối cùng là các bạn hãy chuẩn bị cho cô phần language focus của bài số 6. Được chưa? Rồi, chúc các bạn học thật tốt nhé. Rồi, thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái bài học lần sau. Rồi.